Chào các bạn đã quay trở lại với bài số 34 trong chuỗi cái video về GPT đọc hiểu N1. Bài hôm nay vẫn thuộc cái dạng bài về ý nghĩa của từ gạch chân. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái ý nghĩa của cái phần gạch chân này. Nó sẽ mang cái ý nghĩa gì bằng cái cách là đọc cái đoạn trước hoặc là cái đoạn sau của cái phần gạch chân đấy để hiểu cái ý nghĩa tương tự của nó. Và để tìm đáp án thật là chính xác thì chúng ta sẽ loại bằng cái cách nào? Thì chúng ta sẽ cùng làm bài trước khi mà check đáp án ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái câu hỏi của mình là gì ạ? Onaji kangae kata ga dekiru no imi toshite mottomo tekisetsu na mono wa dore ka, là cái câu nào thì phù hợp nhất với cái ý nghĩa của cái câu gạch chân này. Thì các bạn thấy ở đây người ta có một cái ý cố tình gọi là viết bằng cái chữ hiragana để cho mình phải cố gắng nhìn thật là kỹ, đúng không? Onaji, đúng không? Kangae kata, cái cách suy nghĩ giống nhau ấy. Dekiru ở đây là hình thành, cái cách suy nghĩ gọi là tương tự hoặc là cái cách suy nghĩ giống nhau. Thì ý nghĩa của cái câu gạch chân này là gì? Mình sẽ cùng đọc cái phần bài đọc ngày hôm nay nhé. 音声言語の発達によって人間の境は揺るぎないものとなったといった。Ở đây mình thấy một cái từ trong phần chiwi ichi ở đây, đó là yurugi này. Cái từ này thì mình thấy gặp rất là nhiều trong các cái bài đọc hoặc là các cái bài nghe mà mình từng nghe thấy. Chữ Hán của nó là cái chữ ở bên dưới này này. Cái chữ Hán này là mình cho thêm vào, còn cái phần chú ý của mình nó chỉ có cái chữ là yurugi này thôi. Nghĩa của nó đó là ante steru, là ổn định, hay còn có nghĩa là kiểu không rung động, không xáo động, gọi là ổn định, đúng không? Không bị xáo động hoặc là rung động gì hết. Cái chủ ngữ của mình ở đây là xã hội con người thì đã trở thành một cái nơi rất là ổn định do cái sự phát triển của ngôn ngữ và âm thanh. Tối tạ ở đây là người ta nói rằng là như vậy. Shikashi kore wa ningen no sakai o yurugi-nai mono ni suru tame ni onsei gengo ga hattatsu shita という意味ではない. Tuy nhiên thì cái điều này thì là nhắc lại cái ý của cái câu đằng trước ấy, là xã hội của loài người trở thành một cái nơi rất là ổn định do cái sự phát triển của ngôn ngữ và âm thanh. Tuy nhiên thì imi đế bạn này, điều đó cũng không có nghĩa là để mà có thể biến cái xã hội trở thành một cái nơi ổn định thì con người đã phát triển ngôn ngữ âm thanh. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu theo cái ý là nó không tương đồng với nhau ấy. Trong toán học của mình nó có cái dấu gọi là tương đương đấy. Thì với cái vế đầu tiên là xã hội của loài người trở nên ổn định nhờ vào cái sự phát triển của ngôn ngữ, nhưng mà không phải vì để cho xã hội ổn định thì con người đã phát triển ngôn ngữ, thì nó không có cái dấu tương đương ngược lại như thế. Sakai wa kekka de ari mokuteki de wa nakatta. Thì cái câu kết của mình ở đây, người ta đang nói là xã hội là kết quả chứ không phải là mục tiêu. Có là cái kết quả của nó là như vậy chứ không phải là mục tiêu của nó hướng đến là như thế. Cái bài này thì cái nội dung của nó cũng hơi logic rồi triết học một tí, nên là mình sẽ giải thích kỹ hơn về cái câu này. Có nghĩa là cái xã hội của con người ngày nay ấy, nó trở nên ổn định ấy, nó là một cái kết quả, đúng không? Nó là kịch cả diary chứ nó không phải là cái mục tiêu. Cái mục tiêu của mình ở đây nó không phải là để cho cái xã hội của mình được ổn định, mà là cái xã hội ổn định đấy nó là cái kết quả của cái việc mà ngôn ngữ phát triển. 一般に動物の構造や機能は誠によく環境に適応していると思われる点もあるが、逆にどうしてこんな変なことになっているのだろうかと不思議に思われる点もたくさんある。Mình thấy cái câu này ngắt ở cái gà này, có là mặc dù có cái vế A nhưng mà lại có cả cái vế B nữa. Mặc dù là có những cái điểm mà mọi người cho rằng là các cái chức năng này hoặc là các cái cấu tạo của các cái loài động vật ấy thì là thông thường nó thực sự là tekyo ste được là đang thích ứng với lại môi trường rất là tốt. Tuy nhiên thì ngược lại gekuni lại cũng có rất là nhiều các cái điểm mà mọi người cảm thấy rất là fushigi, cảm thấy rất là lạ lùng rằng là tại sao mà konahena kotoni natte no daroka, tại sao mà các cái tính năng hoặc là các cái cấu
trúc cấu tạo của các cái loài động vật ấy nó lại trở nên rất là lạ lùng và kỳ quặc như thế, đúng không? Thì mặc dù là có những cái điểm mà nó thích ứng với môi trường rất là tốt, nhưng mà nó cũng lại có những cái điểm mà nó rất là lạ lùng và kỳ quặc đến mức mà đáng ngạc nhiên. Thì ở đây mình thấy là cái câu của mình nó kết nối bởi cái từ gà, tức là mặc dù là A nhưng mà cũng có B, và cái đi cùng với lại một cái chủ ngữ là Ipanido Bitsino Kozoya Kino. Có một cái đặc điểm mà mình cảm thấy khi mà mình đọc các cái bài đọc ấy, đó là khi mà cái câu của mình nó rất là dài và nó có cái sự kết nối bởi các cái từ nối như là tương đương hoặc là trái ngược hoặc gì đó ấy, thì hầu hết là nó đều nói về cùng một cái chủ đề. Nên là khi mà mình dịch hai cái ý đấy, mình kết hợp lại với nhau ấy, thì là mình nhớ là kết hợp cả cái chủ ngữ của nó nữa để mà có thể hiểu được cái nội dung một cách sát nhất. 動物というものは目的論的にすべて説明できるわけではない。 Nghĩa là chúng ta không thể nào mà giải thích được sübete, tất cả mọi thứ về cái loài động vật theo cái thuyết gọi là mục tiêu. Và nhân nghệ ni và cũng có thể nói cái điều tương tự cho con người, gọi là cả con người và động vật thì đều không thể nào mà giải thích tất cả mọi thứ theo cái thuyết mục tiêu được. Thì sureva ở đây là người ta giải thích rõ hơn về cái đó này, giải thích rõ hơn về cái mukuteki dong teki ni subete setsume dekiru wake de wa nai này. Chi tiết cụ thể của cái sureva ở đây nó chính là tada nagai shinka no lekishi teki kekka de aru toyu dake no koto de aru. Mình thấy ở cái câu của mình kết thúc là sureva và koto de aru, đó chính là cái nọ, đó chính là cái kia, đó chính là gì ạ? Con người thì là dake, đúng không? Chỉ là cái kết quả của, chỉ là cái kết quả mang tính lịch sử tiến hóa một cách lâu dài mà thôi. Tada ở đây là chỉ là, đơn thuần chỉ là, đúng không? Thì đơn thuần chỉ là cái gì ấy, thì là chính là ningen ni tsuite, là cái chủ ngữ ở cái câu đằng trước. Còn cái onashi koto ở đây nó chính là bằng với lại cái sodewa ấy, là cái điều tương tự cũng có thể nói cho con người, đó là con người chỉ là cái kết quả mang tính lịch sử tiến hóa lâu dài mà thôi. Haruka na kako kara no isan o uke tsuide sono ue ni taso no henka o kasane tsutsu genzai ga sonzai suru no de aru. No de aru ở đây giải thích thêm cái ý nghĩa của cái câu ở đằng trước, là người ta nói về cái hai ý, về cái onaji koto, về con người cũng như là loài động vật ấy. Đó là cái ý thứ nhất là mình vừa dịch, là con người chỉ là cái kết quả của lịch sử tiến hóa mà thôi này. Thêm vào đó là haruka na kako kara no isan o uke tsuide, là tiếp nhận cái di sản từ rất là xa xưa. Thì chủ ngữ của mình nó vẫn là con người nhá, con người tiếp nhận di sản từ rất là xa xưa. Rồi sono ue ni là rồi từ đó tiếp tục làm sao liên tục có những cái sự hên cạ, là biến hóa hoặc là có những cái sự thay đổi nhỏ, gọi là liên tục kasaneru, liên tiếp có những cái sự thay đổi nhỏ, và genzai ga sonzai suru no de aru, và từ đó thì sẽ tồn tại cái hiện tại như ngày nay. Kankaku kikan no shinkeike no hatatsu ni shitemo onaji kangae kata ga dekiru de aro. Trong cái câu này có một cái cấu trúc ngữ pháp mà chúng mình sẽ cần phải để ý, đó là ni stemo, nghĩa là cho dù trong cái trường hợp như thế nào đi chăng nữa, thì là dẫu là trong trường hợp nào, dù là trong cái trường hợp nào đi chăng nữa, đưa ra một cái giả dụ hoặc là một cái trường hợp nào đó ấy, nghĩa là ngay cả trong cái trường hợp về sự phát triển của các cái hệ thần kinh não bộ cũng như là các cái cơ quan cảm giác của con người, thì cũng có một cái cách suy nghĩ tương tự như vậy. De Aro ở đây là tác giả đang đưa ra cái cảm nhận và cái suy nghĩ của bản thân mình ấy, là trong cái trường hợp mà sự phát triển của các cái cơ quan thần kinh não bộ cũng như là các cái cơ quan cảm giác, thì nó cũng hình thành một cái cách suy nghĩ tương tự. Kore wa đó là gì ạ? Nanraka no mokuteki ga atte no koto de wa nai. Thì ở trong cái câu này chúng ta lại bắt gặp thêm một cái cấu trúc ngữ pháp của N1 nữa, đó là atte no, danh từ. Chi tiết thì mình sẽ giải thích bằng cái slide này. Có nghĩa là A tồn tại được là nhờ có B ấy. Ví dụ như ở đây là cái cuộc sống hôn nhân thì là tồn tại được là nhờ vào có tình yêu. Thì tương tự ở đây, cái cô tô ở đây là cái thứ mà tồn tại được là nhờ có một cái mục tiêu nào đó. Thì nếu bạn này không phải là như vậy. Thì cái cô tô này là cái gì? Thì nó chính là
thay thế cho cái căng các cự kỳ cẳng hoặc là cái no xin kê kê này thôi, là người ta đang muốn nói cái ý rằng cái sự phát triển của hệ thần kinh hoặc là các cái cơ quan cảm giác ấy, nó không phải là cái thứ mà nó có được nhờ vào một cái mục đích nào đó. Có nghĩa là thần kinh não bộ của chúng ta phát triển, các cái cơ quan cảm giác của chúng ta phát triển ấy, thì nó không phải là cái thứ mà có được nhờ vào một cái mục tiêu nào đó. Nhìn ghê mà kasiko cử naritai to do lực sta tame ni no ga okiku natta no dewa nai. Thì cái câu này nó có nghĩa là không phải là no dewa nai, đúng không? Không phải là não bộ của con người đã trở nên lớn hơn do là đã nỗ lực để mà muốn trở nên thông minh hơn, mà là gì ạ? No ga okiku natta tame ni kasiko cử natta no dearu. Thì no dearu ở đây là người ta giải thích thêm là mà là, đúng không? Mà con người chúng ta đã trở nên thông minh hơn vì là cái não bộ của chúng ta đã trở nên lớn hơn. Thì với cái câu này nhá, mình sẽ có một cái hình tộ để cho các bạn có thể hiểu được cái cấu trúc câu. Đó là trong sơ cấp thì chúng ta có một cái câu rất là format, đó là kare wa atama ga ii desu. Kare wa ở đây nó chính là cái chủ ngữ, và cái atama ở đây chính là cái thành phần hay là cái bộ phận của cái chủ ngữ đó. Cái atama ở đây là cái thành phần con, còn cái kare ở đây nó chính là cái yếu tố tổng thể của nó. Thì mình sẽ hiểu là kare wa atama ga ii desu, chứ người ta không nói là kare no atama ga ii desu, đúng không? Nên là cái câu này cũng tương tự như vậy này. Ningen ở đây nó chính là bằng với lại kare, hay còn gọi là cái tổng thể của mình, nó chính là con người. Còn cái no này, nó chính là bằng với cái atama, hay chính là cái bộ phận của con người. Nên là khi mà mình dịch ấy, thì là mình sẽ dịch là cái là đầu của anh ấy thông minh, hay còn gọi là anh ấy thông minh, đúng không? Thì ở đây mình cũng sẽ dịch là bộ não của con người, không phải là bộ não của con người đã trở nên lớn hơn vì là con người đã nỗ lực để muốn trở thành thông minh hơn, mà là con người đã trở nên thông minh hơn vì là não bộ của con người đã trở nên lớn hơn. Thì cái chủ ngữ của mình, cái ningen này này, nó sẽ đi liền với cả hai cái câu này. Còn cái no ở đây này, nó chính là cái thành phần phụ, là cái thành phần con của con người. Nên là mình sẽ hiểu được cái cấu trúc tổng thể ở mặt sơ cấp thì nó là như thế này. Còn trong cái câu này thì nó sẽ vận dụng như thế nhá, để mà có thể dịch được cái câu của mình nó thật là chuẩn và thật là sát nghĩa. Còn nếu như mà mình lại lấy cái ningen hóa này là một chủ ngữ, còn cái no gá ở đây lại là một cái chủ ngữ ấy, thì nó sẽ bị sai và mình không kết nối được ý với nhau. Thì tiếp đến người ta lại giải thích là gì đây ạ? Nani ga genin de no ga okiku natta no ka sono te ni tsuite wa kakute teki na koto wa ienai. Và cái gì thì đã là cái nguyên nhân để khiến cho cái não bộ của chúng ta trở nên lớn hơn ấy, thì sono te ni tsuite liên quan tới cái điểm này thì không thể nói được một cách gọi là chính xác được. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần câu hỏi là onaji kangai kata ga dekiru no imi toshite motomo tekisetsu na mono wa dore ka. Cái câu nào sẽ phù hợp nhất với cái ý nghĩa của cái câu gạch chân này? Thì mình sẽ thấy có hai cái hinto, đó chính là cái kore wa này này, nó sẽ giải thích rõ hơn về cái onaji kangai kata. Thì với cái phần dịch ở cái đoạn cuối này thì là chúng ta đã hiểu là gì. Lấy cái ví dụ trong trường hợp mà hệ thần kinh cũng như là các cái cơ quan cảm giác ấy, thì nó không phải là cái thứ mà có được vì một cái mục đích nào đấy, không phải vì mục đích thông minh hơn mà não bộ của chúng ta trở nên lớn hơn, mà ngược lại, đúng không? Mà là chúng ta đã trở nên thông minh hơn do là cái não bộ của chúng ta lớn hơn. Có nghĩa là cái việc thông minh này nó chính là cái kết quả, nó chính là cái kết quả, nó là cái kết quả của cái việc là não bộ trở nên lớn hơn. Và cái não trở nên lớn hơn này nó chỉ là cái sự thay đổi thôi, và cái casco cự na tạ đây là cái kết quả mà hình thành và đạt được. Tiếp đến này, mọi người sẽ thấy ở bên cái bài này, ở bên đoạn trên nó cũng có cái onaji koto ga ieru này, và nó cũng lại giải thích thêm chi tiết hơn về cái onaji koto đấy bằng cái sore wa này. Vậy là mình cũng sẽ kết hợp hai cái câu trước và cái câu sau lại với nhau để mà hiểu được cái ý một cách cặn kẽ nhất cho cái câu gạch chân này. Đó là con người của chúng ta chỉ là cái kết quả của cái lịch sử tiến hóa mà thôi, nhờ vào cái sự liên tục biến đổi, rồi ukezuku ở đây là tiếp tục duy trì cũng như là tiếp nối những cái di sản từ trong quá khứ mà có cái sự tồn tại như ngày nay. Nên là đáp án của mình bây giờ mình sẽ
tổng hợp hai cái ý đấy lại với nhau và tìm ra được cái đáp án nhé. Thì cái ý nghĩa của cái câu gạch chân này nhé, thì các bạn nhớ là sẽ phải đối chiếu lại với trong cái câu của bài ấy, là cái chủ ngữ của cái câu mà có chứa cái phần gạch chân đấy là mình phải đọc thật là kỹ để mà hiểu được toàn bộ cái câu mà nó có chứa cái phần gạch chân trước nha. Thì cái câu gạch chân này nó đang nói về cái nội dung trong cái trường hợp về sự phát triển hệ thần kinh não bộ cũng như là các cái cơ quan cảm giác, có những cái cũng có cái cách suy nghĩ tương tự. Thì cái cách suy nghĩ tương tự về cái sự phát triển của các cái cơ quan cảm giác và cái hệ thống thần kinh đó là gì, người ta cho rằng là chính là cái kết quả là để mà cố gắng đạt được một cái mục tiêu nào đấy. Thì cái câu này bị sai rồi nhá, nó không phải là cái kết quả để mà cố gắng đạt được cái gì đó. Câu 2 là gì ạ? 環境 への適応を目的として発達してきたのだと考えられる。Là người ta cho rằng là đó là sự phát triển với một cái mục tiêu, mục đích là thích ứng với môi trường. Thì cái câu này cũng hoàn toàn sai rồi nhá, giống như là mình giải thích giống câu số 1. Câu số 3 là gì ạ? 現在のようになろうと目指して進化してきたわけではないと考えられる。Thì người ta cho rằng là cái sự phát triển của hệ thần kinh hay là cái sự phát triển của các cái cơ quan cảm giác ấy, nó không có nghĩa là sự tiến hóa nhằm với một cái mục tiêu rằng là muốn trở thành như ngày nay. Thì đáp án của mình nó chính là cái ý này. Nó cái hiện tượng của mình ở đây là wake deo anai, nó không phải là cái thứ mà tiến hóa và nhằm tới hoặc là hướng tới trở thành như ngày nay. Câu 4 là gì ạ? Genzai no yō na katachi ni naru made ni wa nagai shikan ga hichyō datta to kangaerareru, là để mà có thể được cái hình dạng như ngày nay thì cần phải có một cái thời gian rất là lâu dài. Thì cái ý số 4 này nó cũng không phải là sai. Tuy nhiên thì nó không phải là cái ý nghĩa của cái câu gạch chân này, nó không phải là cái ý mà người ta đang muốn nói đến nhất cho cái câu gạch chân này. Mình cần phải suy luận logic dựa vào ba cái câu ở cuối và thêm vào đó là liên kết với lại cái ba cái câu ở trước nó nữa để mà có thể tìm ra được cái onaji kangai kata ga dekiru. Khi mà câu hỏi của mình hỏi cho phần gạch chân ấy, thì đặc biệt chúng ta sẽ cần phải để ý đến một số câu ở đằng trước và một số câu ở đằng sau. Chúng ta sẽ đi đọc các cái câu ở xung quanh nó, xung quanh cái câu gạch chân đấy để mà tìm ra cái đáp án. Cái khó của mình là làm sao để có thể liên kết được các cái ý lại với nhau để hiểu được cái nội dung của bài, để tìm ra đáp án đúng nhất thôi. Thì trong cái bài này có cái ngữ pháp này mình nghĩ là cũng rất là hay dùng. Mình đã gặp trong một số các cái bài đọc gần đây. Đó là danh từ 1, át từ nộ, danh từ 2. Có là nhờ có A mới có B. Nhờ A có được là nhờ có cái gì đó, A có được là nhờ có sự tồn tại của B chẳng hạn. Đấy, thì là mình nhớ cái cấu trúc ngữ pháp này và cái ví dụ ở trong cái bài đọc ngày hôm nay nhé. Thêm vào đó cái cấu trúc ngữ pháp mà ní ste mố này là mình cũng thấy là khá là quan trọng cho cái bài này để mà có thể hiểu được cái ý một cách rất là mạch lạc, đúng không? Cho dù là trong cái trường hợp thế nọ hay thế kia thì là cũng có những cái cách suy nghĩ tương tự. Đấy, thì người ta đưa ra một cái ví dụ, một cái trường hợp để mà lập luận và chứng minh cho cái điều mà người ta đang muốn nói. Đấy, thì bài ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo.